khai trương shop blog fruit thuyền trưởng song soi với vô vàn ưu đãi 10k với 75 lookbook, cơ hội sở hữu app max level chỉ với 15k, danh mục V4 full gear siêu hot thêm nữa là một tự chọn đa dạng nick VIP pro. Bên cạnh đó thì còn có app game liên quân và app free fire, link dưới phần mô tả nhé. Top 5 nhân vật yếu còn thích ra gió khi dám thách thức các chiến binh nguy hiểm. Từ xưa thì các cụ đã phán rằng yếu thì đừng ra gió. Đương nhiên câu nói này ám chỉ một cái bài học đắt giá về việc tự lượng sức mình. Cái gì làm được thì làm nhá, không làm được thì đừng cố. Bởi vì cố quá chắc chắn sẽ quá cố. Tuy nhiên không phải ai cũng lĩnh hội được bài học đó, thế nên mới có việc là múa rìu có mắt thợ. Cố tỏ ra nguy hiểm nhưng thực ra là ngu hiểm. Ở trong One Piece cũng không ngoại lệ đâu. Có không ít những thanh niên sức mạnh có hạn nhưng khả năng gáy bẩn, tự phụ thì phải gọi là bố. Để rồi khi chạm trán với những nhân vật mạnh mẽ, cái kết đắng là những thứ mà thanh niên này phải nhận lấy. Trong video ngày hôm nay, anh em hãy cùng mình tìm hiểu về 5 nhân vật yếu nhưng thích ra gió nhất thế giới hải tặc nha. Để xem rằng mấy khứa này bốc phét như nào và lĩnh hậu quả ra sao. Và bắt đầu ngay thôi nào. Top 5 Higuma và Sanh tại làng Fusa. Lúc Luffy còn nhỏ, Sanh và các đồng đội có dịp dừng chân tại làng Fusa. Khi đang uống rượu và cùng vui vẻ thì một tên sơn tặc xuất hiện cùng với đồng bọn. Thủ lĩnh cướp đó là Higuma cố đe dọa Sanh nhưng anh cũng không hề sợ, dù bị hắn ném chai rượu và cả đống thức ăn vào người. Sanh chỉ cười và cũng chẳng bận tâm đến băng đảng Higuma, bởi vì Sanh vốn không coi Higuma ra gì và cũng chẳng để mắt đến một tên cặn bã như vậy. Kiểu như bố đã tha cho mày mà vẫn cố ấy, thì đừng trách sao anh cho vài phát. Hắn còn sỉ nhục hải tặc nói chung và Sanh nói riêng. Ôi chao ôi, sơn tặc lại thượng đẳng quá cơ. Đương nhiên, dù bị sỉ nhục như vậy, Sanh vẫn bỏ qua. Thế nhưng vài ngày sau đó, Lù vẫn lì lợm và đã tiến tới băng hải tặc kia, hòng lấy lại danh dự cho ông chú của mình. Và rõ ràng bọn sơn tặc cũng không quan tâm trước mắt là một đứa trẻ hay là ai. Chúng đánh không thương tiếc, thậm chí là muốn giết cả nhóm Luffy. Vừa hay thì băng tóc đỏ đến kịp lúc nha. Trong lúc Sanh đang phân trần và yêu cầu chúng dừng tay, nhưng quá muộn khi mà một tên sơn tặc vô danh đã chĩa súng vào đầu anh. Và điều gì đến cũng phải đến thôi. Lúc Giro lướt đến bắn hạ tên kia, Ben Beckman cũng xử lý hết đám thuộc hạ còn lại. Higuma lúc này kiểu hoang mang inh, hắn không ngờ lại gặp phải mấy thanh niên chủ tịch giả nghèo. Hắn vội quăng quả bom khói ôm Luffy làm con tin tẩu thoát ra biển. Tưởng đã thoát, Higuma nhanh chóng vứt Luffy xuống biển rồi đắc chí cười. Nhưng vốn dĩ một tên sơn tặc cóc ké làm sao hiểu được sự nguy hiểm của biển cả. Hắn nhanh chóng bị một con Sea King xin nhẹ một cái mạng. Con quái vật này vừa định nuốt luôn Lù thì Sanh đã kịp thời ứng cứu. Anh mất đi một tay nhưng bù lại Luffy được giữ mạng. Ở sự kiện này, Sanh cũng thể hiện Haki Báo Vương khiến con thủy quái run sợ mà bơi đi. Higuma có thể mạnh hơn chúng ta tưởng. Nếu chiến đấu nghiêm túc, hắn có thể khó đối phó đối với những kẻ thù như là Avisa trước khi ăn trái quỷ nhá. Và Pochemi, hai người này đều thua Higuma về tiền thưởng truy nã. Nhưng đứng trước mặt băng hải tặc của Sanh, rõ ràng hắn chả là cái đếch gì cả. Vì Sanh đã đối mặt với những kẻ thù như là Mihawk kể từ trước khi mà anh bị mất cánh tay của mình rồi. Sanh thì vẫn chưa trở thành Yonko, nhưng anh ta đã là một đối thủ ngang tài ngang sức với Mihawk vào thời điểm đó rồi. Năng lực của Sanh lúc này là một thứ khó mà tưởng tượng được nha. Anh nhiều lần đọ kiếm với mắt diều hâu, tranh giành ngôi vị đệ nhất kiếm sĩ. Thậm chí tiền truy nã của ông chú tóc đỏ đã lên đến 1 tỷ 400 ngàn Belly, một con số rất lớn vào thời điểm 10 năm trước. Nếu so với Sanh, Higuma chỉ là châu chấu đá voi mà thôi. Và anh em cũng biết rồi, ngu thì chết chứ bệnh tật gì đâu. Higuma đã đắp chiếu vì chính sự dốt nát và kiêu ngạo của hắn. Top 4 là Bellamy và Luffy ở Mob Town. Sau khi đánh bại Crocodile, mức truy nã của Luffy đã tăng lên 100 triệu Belly. Tuy nhiên thông tin này vẫn chưa được cập nhật với tất cả mọi người. Riêng băng mũ rơm, họ nhanh chóng tiến đến hòn đảo kế tiếp và địa điểm đó là Mob Town, một thị trấn nổi tiếng ở trong giới hải tặc, nơi bọn cướp biển nghỉ dưỡng và tiêu xài phung phí. Mục đích chính của băng mũ rơm là tìm kiếm thông tin và cách để đến được Skypiea, hòn đảo tồn tại trên những tầng mây. Khi tiếp cận được hòn đảo, Luffy và Zoro lập tức rời thuyền để khám phá. Nhưng vì đây là thiên đường của hải tặc, sợ Lù và đầu tàu phá làng phá xóm, Nami đã đi cùng để ngăn họ gây chuyện. Ở Mock Town, mức truy nã của một hải tặc sẽ khẳng định quyền lực của họ và nổi tiếng nhất ở trong bọn này đó là Bellamy, kẻ sở hữu mức truy nã là 55 triệu Belly.
Hắn đang tập hợp những kẻ khác hòng chuẩn bị cho thời đại mới. Cá nhân Bellamy thì cũng cho rằng thời đại của bọn hải tặc mơ mộng hão huyền đã kết thúc và hắn chỉ xem bọn hải tặc này như là những tên ngốc không hơn không kém. Do đó khi mà tiếp cận nhóm Luffy ở một quán rượu và biết được tên mũ rơm có mức truy nã là 30 triệu Billy đang tìm cách lên trời, Bellamy lập tức cười cợt, chửi rủa nhóm mũ rơm thẩm tệ. Hắn vừa đánh đập vừa sỉ nhục Luffy là tên ngốc, kẻ mơ tưởng hão huyền. Và ngược lại, Luffy trước tình cảnh đó thì cũng không hề phản kháng. Cậu ra lệnh cho Zoro làm điều tương tự. Đơn giản vì Luffy biết rằng Bellamy không phải là một hải tặc, kẻ không nhận ra giá trị của phiêu lưu và giấc mơ. Để rồi dù Nami đã cho phép đánh trả, Lu và Zoro vẫn chịu trận và rời đi ở trong nhục nhã dưới góc nhìn của bọn hải tặc ở đây. Tất nhiên mọi thứ không có gì để nói khi mà Luffy hoàn toàn ao chỉnh Bellamy, thậm chí mức truy nã thật của cậu gần như là gấp đôi tên Linh Cẩu. Sự kiêu ngạo, ngu ngốc của Bellamy chỉ là ảo tưởng của chính hắn mà thôi. Bỏ qua trận đòn bởi Bellamy, băng mũ rơm tiếp tục tìm cách lên trời. Họ quen biết được những thành viên của liên minh Saruyama. Ở đó thì mọi thông tin về cách tiếp cận và sự tồn tại của đảo trên trời đã được tiết lộ thông qua câu chuyện về Nolan. Tất nhiên, nó như là một câu chuyện cổ tích, nhưng với Luffy, cậu luôn tin tưởng vào điều đó. Nhưng rồi một biến cố xảy đến trong lúc nhóm mũ rơm tìm kiếm chim phương Nam. Bellamy cùng với đồng bọn đã tấn công liên minh Saruyama, cướp đi số vàng tích góp của họ. Hắn cũng không ngại sỉ nhục chửi rủa những người này là những kẻ ngốc khi mà tin vào truyền thuyết thành phố vàng đảo trên trời. Để rồi khi Luffy trở về, cậu không thể nhân nhượng được nữa. Bellamy có thể đánh đập Luffy, sỉ nhục cậu, nhưng đừng động đến bạn của Lu nha. Cái giá phải trả là rất đắt đấy. Tất nhiên tên Linh Cẩu cũng không quan tâm đến việc mà mình vừa gây ra, đơn giản vì hắn luôn tin rằng Luffy chỉ là một cái thằng nhóc yếu đuối thôi. Đặc biệt khi đó thì mũ rơm còn no đòn bởi hắn. Do đó dù một tên trong băng đã nhặt được truy nã của Luffy lên đến 100 triệu, Zoro là 60 triệu, sau đó báo lại cho Bellamy, hắn vẫn xem là tờ truy nã đó là giả. Và rồi, bất chấp giờ lên đường, Luffy nhanh chóng tìm đến Bellamy, yêu cầu hắn trả lại số vàng cho nhóm Cracket. Với thái độ tự cao tự đại, tự tin như thường lệ, Bellamy say méo. Hắn nhanh chóng thi triển sức mạnh trái ác quỷ, múa may quay cuồng trong sự cổ vũ của đồng đội. Nhưng mà rồi chỉ với một đấm duy nhất thôi, Luffy hạ gục Bellamy. Bấy giờ thì bọn thuộc hạ của Bellamy mới nhận ra rằng mức truy nã của Luffy không phải giả, chẳng qua là cậu không thích thể hiện với cái bọn hải tặc tầm thường thôi. Đúng là cái bọn không có giấc mơ. Sự kiêu ngạo ngu dốt của Bellamy chính là thứ đã đánh bại hắn. Đối đầu với Luffy, hắn chẳng có một cái chút cơ hội nào. Nhưng mà anh em biết đấy, những thằng ngu lúc nào cũng tỏ ra nguy hiểm và càng yếu thì lại càng thích ra gió. Một cái giá xứng đáng cho Bellamy. Thậm chí sau thất bại chóng vánh này, Bellamy như được giác ngộ tư tưởng. Hắn đã thay đổi rất nhiều khi mà gặp lại Luffy tại Dressrosa. Cơ mà nhọ thì vẫn là bị Luffy một hit one shot. Top 3 chúng ta có Don Gray. Zoro đối mặt với Mihawk ở nhà hàng Baratie. Khi mà giăng buồm ra khơi hướng đến đại hải trình, Don Gray chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ gặp phải một cơn ác mộng ám ảnh hắn mãi đến sau này. Một hạm đội với quy mô 50 chiến thuyền cùng với hơn 5.000 thành viên đều bị đánh tan tác bởi một sức mạnh áp đảo. Đó là câu chuyện của 7 ngày trước, tàn quân của Don Gray phải chạy trốn về hướng Biển Đông và dừng chân tại nhà hàng Baratie. Nhờ có sự trợ giúp của Zeb và Sanji mà bọn chúng đã hồi phục được đôi chút. Nhưng mà có một cái điều chẳng ai ngờ đến là người đã đánh tan hạm đội khổng lồ của hắn lại đuổi theo đến tận đây. Đó thì chính là kiếm khách đệ nhất thế giới, Drake Mihawk. Chỉ với một chiếc thuyền cỏn con cùng với ngọn đèn dầu nhỏ, thanh đại bảo kiếm sau lưng, ông đã lênh đênh suốt nhiều ngày qua và đến tận đây truy sát bọn Don Gray với mục đích là giải trí. Để rồi chỉ cần thêm một lần rút kiếm, Mihawk đã cắt con tàu lớn nhất của băng Don Gray ra làm đôi rồi. Và chính thức thì bọn chúng cũng chẳng còn lại gì cả. Nhưng trùng hợp là Zoro cũng đang ở nhà hàng Baratie. Giấc mơ của Zoro khi mà ra khơi đương nhiên là để trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới rồi, như là cách để thực hiện lời hứa năm xưa với Kuina. Và khi mà Mihawk xuất hiện, Zoro đã có cơ hội để thực hiện giấc mơ này. Chẳng ngần ngại gì, anh liền bước đến và thách đấu Mihawk. Với kẻ thách đấu là một tên vô danh xuất thân từ Biển Đông yếu ớt, Mihawk rút ra từ mặt dây chuyền một con dao nhỏ để làm vũ khí. Nó là sự kiêu ngạo ra mặt của kiếm sĩ mạnh nhất thế giới, nhưng điều đó cũng hoàn toàn hợp lý, đơn giản vì Mihawk quá mạnh so với Zoro thời điểm này. Nếu ông ta muốn giết Zoro, nó sẽ dễ dàng như giết một con kiến mà thôi.
Từ đây trận đấu kết thúc đầy chóng vánh với phần thắng thuộc hoàn toàn về mắt diều hâu. Sau lần thua đầy nhục nhã này đã giúp Zoro nhận ra bản thân vẫn còn rất yếu kém. Cậu đã quá vội vã, háo thắng trong khi bản thân chẳng là gì so với kiếm sĩ mạnh nhất cả. Nhưng mà vẫn có điểm tích cực khi mà Zoro hứa rằng mình sẽ không bao giờ thất bại nữa. Anh cũng kiên trì tập luyện chuẩn bị cho màn tái đấu về sau để hòng thực hiện giấc mơ. Và sau này thì Zoro cũng đã được gặp lại Mihawk khi mà Kuma dịch chuyển anh đến hòn đảo Kuraikana. Bỏ qua lòng tự trọng, Zoro cúi đầu cầu xin Mihawk chỉ dạy. Nhờ đó thì đầu tảo đã mạnh hơn rất nhiều ở hiện tại. Tuy nhiên ấy, để đạt được giấc mơ, thuyền phó của băng mũ rơm còn phải nỗ lực thêm rất nhiều. Top 2 chúng ta có Demaro Black đối đầu Luffy, Sentomaru ở quần đảo Sabaody. Bối cảnh diễn ra ở quần đảo Sabaody sau 2 năm time skip. Như lời đã hứa, các thành viên băng mũ rơm sẽ lần lượt tề tựu tại đây. Tất cả mọi người đều háo hức, hạnh phúc cho ngày trở lại, ngày mà họ sẽ tiếp tục hành trình chinh phục kho báu vĩ đại nhất. Nhưng mà hiện trên đảo xuất hiện một nhóm hải tặc mạo danh là băng hải tặc mũ rơm làm loạn khắp nơi. Mục đích của bọn chúng đó là kết nạp thêm thành viên mới để tiếp tục tiến sâu vào đại hải trình. Tên cầm đầu nhóm này đó là Demaro Black. Hắn giả dạng thành Luffy, liên tục dương oai, diễu võ, làm nhiều trò bẩn bựa, thậm chí là sẵn sàng giết chết những kẻ khác không thương tiếc. Đương nhiên thì những kẻ khác không thể làm gì vì danh tiếng của Luffy sau trận chiến thượng đỉnh là quá lớn, ít có kẻ nào mà dám chống lại cậu nha. Tuy nhiên đen cho Luffy pha ke là trên hành trình phá làng phá xóm của mình, hắn lại vô tình chạm mặt Luffy hàng Ryu. Để rồi chỉ với một cái chực mắt, tên hải tặc với cái danh ba tấc lưỡi đã phải lăn ra mà bất tỉnh nhân sự. Quá cay cú nên tên này liền tập hợp những tên thuộc hạ bị hắn lừa tại gốc cây số 46 lên kế hoạch truy sát Luffy. Nhưng mà lúc này, hai tên giả mạo là Zoro và Sanji đã đưa Lù đến đây. Luffy pha ke định xử lý Luffy Ryu thì bất ngờ Sentomaru dẫn theo hai Pacifista cùng với lực lượng hải quân đến đây vây bắt khi mà nghe tin Luffy thật đang ở trên đảo. Mọi thứ trở nên hỗn loạn trước sức mạnh của các Pacifista. Băng mũ rơm pha ke thấy thế liền vắt chân lên mà chạy. Bất ngờ Sentomaru xuất hiện ngay trước mặt Demaro Black. Tên này nước mắt nước mũi chảy thành dòng. Hắn liên tục kể về Luffy như một chiến tích hù dọa Sentomaru. Nhưng mà ngoài gáy bẩn ra hắn cũng chẳng làm được cái gì cả. Kết cục bị Sento đập cho một dìu và bất tỉnh nhân sự. Thân phận của hắn cũng bại lộ, một kẻ yếu ớt chẳng có gì ngoài võ mồm. Đã yếu thì lại còn thích chơi bẩn, và anh em cũng biết kết cục rồi đấy. Múa dìu qua mắt thợ để rồi bị dìu đập cho vỡ mồm. Đúng là càng yếu thì lại càng thích chơi ngu. Một phút mặc niệm cho thanh niên ba tấc lưỡi anh em ạ. Top 1, Dâu Hồng thách thức các chỉ huy quân cách mạng. Khi hội nghị Revive chuẩn bị được tổ chức, các vương quốc ở mọi quốc gia thuộc chính quyền thế giới đều phải tập trung về thánh địa Marijoy. Quốc vương của Lelouchia cũng không ngoại lệ. Theo quy định vào dịp này thì hải quân sẽ cắt cử người đến để bảo vệ các quốc gia và các đảo quốc. Không ngờ rằng tên Dâu Hồng đã lợi dụng tình thế mà đến Lelouchia để cướp bóc. Sau khi đánh bại các hải quân để bảo vệ hòn đảo thì hắn đã xâm nhập vào thị trấn, bắt đầu chấn lột của cải, tài nguyên của người dân. Trong lúc hắn đang ức hiếp một cô gái thì bất chợt Belometti từ một con hẻm bước ra. Cô với điếu xì gà trên tay đã ra hiệu cho một người khác xuất hiện. Merlay từ dưới đất chui lên. Cả hai người khác là Karasu và Limbert cũng xuất hiện ngay sau đó. Cả bốn người họ đều là chỉ huy quân cách mạng. Belometti vẫn ngọn cờ tự do. Dân làng cầm gậy gộc xông lên, bọn hải tặc giao chiến quyết liệt. Merlay tạo tường chắn bằng đất. Karasu sai quạ cướp lấy vũ khí của kẻ địch. Linbert dùng đạn được đóng băng hết súng của bọn chúng. Và chẳng bao lâu bọn chúng đều bị khống chế. Tên Dâu Hồng thì bị cô gái hắn vừa ức hiếp lúc nãy đánh cho một đòn chí mạng mà không kịp phản kháng. Merlay trói hắn rồi bàn giao lại cho dân làng để họ nộp hắn cho hải quân lấy tiền thưởng. Với mức truy nã là 52 triệu Billy ở vùng Paradise thì cũng chẳng phải nhỏ đâu. Tuy nhiên hắn lại quá ngông cuồng và lại còn xui xẻo khi mà gặp quân cách mạng. Cơ bản cũng không phải là quá yếu nhưng mà lại là một kẻ quá tự cao, không biết lượng sức mình. Một phần do đen gặp phải những chỉ huy quá mạnh, để rồi Dâu Hồng đã nhận kết cục quá xứng đáng cho tên hải tặc dựa hơi dâu đen mà đi cướp của người nghèo. Nhờ hắn mà chúng ta cũng đã thấy được sức mạnh và màn phối hợp vô cùng nhịp nhàng giữa các chỉ huy. Từ đây thì quân cách mạng đã lên kế hoạch cho việc chống lại chính quyền thế giới và Thiên Long Nhân vốn đã thối nát từ lâu.
Anh em có suy nghĩ sao về những trận chiến bên trên nhỉ? Hãy để lại bình luận bên dưới cho mọi người cùng biết nhé. Và nếu thích video thì còn chần chừ gì mà không cho chúng mình xin một like nào. Và không để mọi người phải chờ lâu hơn nữa, hãy cùng đến với chuyên mục đáng mong đợi nhất và ba bạn may mắn sẽ được lên TV ngày hôm nay. Đầu tiên đó là bạn Thanh Nguyễn. Không biết năng lực cửa Nomi có đến được với vùng đất kho báu One Piece không ạ? Có lẽ là không, bởi vì ắt hẳn trái ác quỷ này phải có hạn chế nhá. Khả năng cao, nó chỉ đến được những nơi mà người sở hữu biết và từng đến thôi. Còn nơi cất giấu One Piece thì gần như là chẳng có ai biết cả. Tất nhiên trừ băng vua hải tặc. Cơ mà trong băng của vua hải tặc ấy thì Sanh và Buggy cũng không biết, bởi vì họ không được tiếp cận nơi mà chứa One Piece. Tiếp theo là bạn Thủy Thanh Vân 8538. Nếu Kaido ở dạng rồng và ăn bánh thuần chủng của Tama thì có tác dụng gì không? Câu trả lời của mình là khó nhé, bởi vì Kaido ở một đẳng cấp khác hoàn toàn và năng lực của Tama khó là có thể tác động lên ông ta. Nếu có thì chỉ trong thời gian siêu ngắn mà thôi. Bạn Beautiful Football Gaming 2683 comment lần 2, Aden nghĩ sao về trái ác quỷ có sức mạnh phân thân cho người sử dụng? Nếu có, liệu nó ảnh hưởng như thế nào đến bộ truyện? Thanh AD. Tất nhiên nhá, đây là một cái năng lực siêu mạnh mà nếu có thì nó phải thuộc top đầu của truyện, nhưng mà khả năng cao, việc phân thân hoàn toàn là không thể. Bởi vì anh em tưởng tượng rằng Gap, Roger hay Jelly phân thân làm đôi nhưng mà vẫn giữ được sức mạnh vốn có thì bố ai mà chơi lại được, đúng không nào? Video đến đây là kết thúc rồi, cảm ơn tất cả mọi người vì đã dành thời gian để xem nội dung trên kênh nhá. Nếu có thể thì xin hãy để lại một like và một bình luận bên dưới để chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận anh em nhé.